Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn cuối tuần thật là vui vẻ nha các bạn ơi. Hôm nay vào dịp cuối tuần mình mới ngồi ngoài hành lang cảnh cũ người xưa hay các bạn. Sáng hôm nay các bạn thấy có cái gì mới không? Mình khoe hai chậu phong lan của mình ha. Hôm trước là mình làm nền hai chậu phong lan nè, dendro hả các bạn. Các bạn thấy bông hoa này không? Đẹp rực rỡ luôn. Mình có cái tay trồng lan lắm các bạn ơi. Hôm nay mình khoe các bạn, đây là một cái dendro loại là xanh hả các bạn. Xanh mà xanh vàng á, rất là đẹp mà nó mùi thơm, nó thơm lắm các bạn ơi. Ở trên cái vàng lan của mình còn mấy chậu nữa ra hoa rực rỡ như thế này nè. Nhưng mà ở đây mình đem xuống 3 chậu thôi, còn nguyên cái vàng lan hầu như là nó nở hoa quanh năm đó các bạn. Khi mà mình chơi dendro nắng này nè, nó nở hoa quanh năm, gọi là xiên hoa đó các bạn. Cho nên lúc nào vàng lan của mình nó cũng có hoa đẹp rực rỡ hơn các bạn. Mỗi khi mà buổi sáng mình ra mình cảm thấy là rất là vui khi mà những cái đài hoa bắt đầu nó ra, hoặc là những cái chậu hoa khác bắt đầu nó ra, thì mình cảm thấy là rất là vui, mà cảm thấy là nó thoải mái khi tưới cây ha, hoặc là cây chăm lan đó các bạn. Cho nên là những bạn nào mà ở trước có ban công nhỏ cũng được nữa, mình mua vài chậu phong lan về mình trồng, khi mà mình chăm sóc mình cảm thấy rất là vui ha các bạn. Vào dịp cuối tuần mình mới ngồi đây chia sẻ với các bạn. Lâu lắm rồi khi một tuần mình mới quay lại ha các bạn. Thường thì đi làm vào buổi tối về rồi khi mà quay cái cảnh á, nó bằng đêm á, nó tối thì mình không có thích, cho nên mình phải buộc phải quay trong nhà. Còn vào dịp cuối tuần thì mình mới thông thả ngồi được ở đây để mình quay, mình show cái cảnh nó phong lan ở ngoài ban công cho các bạn xem luôn ha. Các bạn ơi, sáng hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện mà trước đây những cái người bán vé số được lan rộng ở trên mạng cộng đồng đó các bạn. Các bạn ơi, sáng hôm nay mình ngồi đây mình chia sẻ với các bạn một câu chuyện về một người đàn ông nghèo bán vé số mà nhặt được hai cái tờ vé số khi mà người dò vứt bỏ đó các bạn. Thì sau đó là cái câu chuyện của anh được lan rộng ở trên mạng nha các bạn. Thì trong cái thời gian qua các bạn biết rồi, những người mà bán vé số thì mới bán được đây trong cái thời điểm mà giãn cách xã hội được trước á, lúc sau qua Tết đó các bạn, thì những người bán vé số cũng lại thất nghiệp thì không có đi ra đường đó các bạn. Cho nên là những người bán vé số cũng gặp phải những cái khó khăn vất vả trong cuộc sống các bạn ơi. Nhưng mà câu chuyện vừa qua rất là cảm động. Một cái tấm chân tình, một người chất phác hiền lành các bạn ơi. Thay vì á là thấy trúng vé số rồi có người nói là sao anh không ém luôn, nhưng mà anh Nhuận anh trả lời đó là không phải của mình ha các bạn. Một người đàn ông nghèo khó nhưng mà hiền lành chất phác ở huyện Vĩnh Thuận ở tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Anh năm nay là 35 tuổi, anh tên là Nguyễn Văn Nhuận nha các bạn. Và cái người dò vé số á, là cái người mà chủ đó các bạn, là anh tên là Lê Văn Dũng, ở ngụ ở ấp Đập Đá 2, huyện Vĩnh Phong ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang ha các bạn. Đó là câu chuyện của người bán vé số trả lại cho người chúng ha các bạn. Thì một ngày nọ anh Dũng anh mua vé số của anh Nhuận này nè các bạn. Khi mà anh dò thì anh thấy không có trúng, cho nên anh vứt bỏ hai cái tờ vé số đó các bạn ơi. Đáng lẽ ra khi mà dò vé số thì người ta cũng dò từng con số ha các bạn. Đôi khi những người dò vé số người ta dò rất là kỹ, hoặc là những con số nào là trật hay trúng, hoặc là đảo lộn gì người ta nuối tiếc. Mà không hiểu vì sao mà anh Lê Văn Dũng nè các bạn, anh dò vé số mà anh cảm thấy không trúng rồi anh cũng vứt bỏ luôn. Nhưng mà thật sự ra là hai cái tờ vé số là đã trúng nha các bạn. Mà cũng vô tình khi mà người ta dò vé số á, người ta vứt bỏ các bạn, thì ít có ai mà nhặt lại lắm. Nhưng mà anh Nhuận không biết làm sao, giống như là một cái kiếm về một cái điều gì đó là cái tờ vé số đó trúng. Cho nên là anh Nhuận anh mới nhặt lại hai cái tờ vé số đó các bạn. Sau khi là đi về nhà rồi anh mới dò cho kỹ lại thì hai cái tờ vé số đó là nó trúng, tổng giá trị là 30 triệu đồng nha các bạn. Mà cũng gọi là cái điều hết sức là may mắn cho cái anh Lê Văn Dũng đó các bạn. Khi mà dò vé số rồi, vứt bỏ rồi, nhưng mà cái người vé số, người bán đó người ta lại nhặt lại. Cái trường hợp đó hơi hiếm ha các bạn. Ít có khi nào mà dò vé số trúng mà không nhận ra. Và trường hợp thứ hai là anh Dũng anh dò không trúng rồi anh vứt bỏ, mà anh bán vé số là anh Nhuận đó anh nhặt lại. Chứ thường thường thì các bạn biết là bạn đi uống cà phê hoặc là bạn đi
đâu đó là ngồi chơi á, bạn mua vé số, bạn dò xong rồi không trúng thì bạn vứt bỏ luôn, mà cái người vé số thì người ta cũng đâu có nhặt lại đâu ha các bạn. Đôi khi cái số may mắn của mình là vẫn là may mắn ha các bạn. Sau khi biết được câu chuyện đó, báo chí cũng đưa tin và anh Nhuận cũng có chia sẻ trên cộng đồng mạng và báo chí ha các bạn. Đó là một câu chuyện hết sức là cảm kích về một người đàn ông mà nghèo khó, chất phác, hiền lành. Bởi vì trong cộng đồng mạng có chia sẻ là các bạn ơi, đôi khi trong cuộc sống bon chen này, nhiều người bị tình nghi, hoài nghi về cái sự tốt bụng. Nhưng còn đâu đó có một người đàn ông hiền lành, chất phác, tìm trong xã hội này hơi khó. Đó là nhận xét của một vài người cộng đồng mạng ha các bạn. Đó, thì qua cái clip mà chia sẻ cái người đàn ông mà trả lại cho người trúng vé số 30 triệu đồng đó, được lan tỏa trên cộng đồng mạng. Sau đó thì chính quyền địa phương cũng có đến hỗ trợ giúp đỡ anh này là 4 triệu đồng. Vì cái gia cảnh của anh Nhuận rất là khó khăn các bạn ơi. Gia đình anh có 5 người con nhưng mà là anh con út. Thì những người anh chị đã ra riêng có gia đình hết rồi, còn anh thì ở lại chăm sóc ba mẹ già. Thì cụ bà của ông cũng là hơn 70 tuổi rồi, sức khỏe cũng đau yếu, cũng không có được tốt đó các bạn. Anh phải lặn lội mỗi ngày đi bán vé số, thì mỗi một ngày anh kiếm được là khoảng 250.000 cho đến 350.000. Mà cái khoảng cách anh đi rất là xa xôi các bạn ơi, trong vòng bán kính là 20 km². Thì anh Nhuận anh có chia sẻ đó là anh lấy cái vé số đó ở huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau ha các bạn. Sau đó anh đi bộ dọc đi dài cho tới Kiên Giang, là cái bán kính anh đi là khoảng 18 km mỗi ngày vậy đó các bạn. Sự chất phác, hiền lành của anh Nhuận cũng được cộng đồng mạng chia sẻ và chính quyền địa phương cũng góp hỗ trợ cho anh ha. Các bạn biết rồi, trong cái thời gian anh đi bán vé số như vậy đó, trong vòng một ngày anh đi 18 km đến 20 km mỗi ngày các bạn ơi, mà anh đi bộ nha các bạn. Đó, thì cái tấm lòng của anh rất là chất phác, rất là cảm kích. Thì cộng đồng mạng có chia sẻ là sao anh nhặt được vé số rồi mà trúng như vậy đó, sao anh không ém luôn. Thì anh Nhuận có chia sẻ đó là cái gì không phải của mình là không phải của mình, cho nên là anh trả lại cho cái người trúng ha các bạn. Mà rất là may mắn cho anh Lê Văn Dũng luôn. Thì sau khi mà anh Nhuận ảnh phát hiện ra hai cái tờ vé số đó trúng đó các bạn, ảnh đem đến ảnh trả lại cho anh Dũng. Thì anh Dũng có cho lại anh Nhuận là 1 triệu đồng. Sau đó cô con gái của anh Dũng cũng cho lại cái người đàn ông bán vé số đó là 1 triệu đồng. Tổng cộng số tiền là 2 triệu đồng thôi các bạn. Và đồng thời bên chính quyền địa phương cũng góp hỗ trợ 4 triệu đồng cho hoàn cảnh khó khăn cho anh Nhuận thôi các bạn. Vì gia cảnh của anh là nghèo khó, gia đình ở thì khoảng 40m² thôi. Trong đó là có hai người lớn tuổi là ba mẹ, và sức khỏe cũng không có được tốt, đôi khi người già mà đau ốm bệnh tật là triền miên thôi các bạn ơi. Thì cái tấm lòng của anh được lan rộng trên cộng đồng mạng và mọi người rất là cảm kích tấm chân tình, và đồng thời là một con người hiền lành chất phác như anh đó, cuộc sống nghèo khó nhưng mà anh cố gắng trong cuộc sống là khó khăn để đi bán vé số. Chứ còn gia đình thì không có, ở quê các bạn thì không có đất canh tác ha các bạn. Thường thì ở miền Tây những gia đình người ta là có ruộng đất để nuôi tôm hoặc là cấy lúa. Nhưng mà hoàn cảnh của anh gia đình thì không có đất đai, cho nên anh phải chọn cái nghề mà bán vé số để anh mưu sinh. Trong cái cuộc sống thì đầy khó khăn nhưng mà cái bản chất của anh là không có biến chất ha các bạn. Người ta nghèo khó nhưng mà bản chất hiền lành chất phác là thật thà các bạn ơi. Cộng đồng mạng cũng có chia sẻ là trong xã hội này có nhiều người bị hoài nghi các bạn. Đôi khi những người tốt nhưng mà người ta cũng không biết là mình người tốt. Nhưng mà cái sự sót lại một cái người chất phác, hiền lành và tốt bụng như anh Nhuận đó là tìm có hơi khó. Đó là chia sẻ của một vài comment trên cộng đồng mạng nha các bạn. Có người comment cũng rất là vui, đó là nói nếu tôi mà trúng hai tờ vé số như vậy là trả lại cho tôi á, là tôi cắt nửa phần trăng luôn. Cắt nửa phần trăng có nghĩa là chia lại, cho lại phần nửa đó các bạn. Nhưng mà thôi, cái việc mà
nhận lại cái tờ vé số đó là cũng may mắn của cái người mua ha các bạn. Và anh Nhuận ảnh cũng không có đòi hỏi gì hơn, ai cho nhiêu thì lấy nhiêu. Nếu như ảnh không tốt bụng thì ảnh đã ém hai cái tờ vé số đó rồi thì anh Dũng cũng đâu có biết được. Tại vì đi bán vé số mà rất là nhiều số và đi khắp nơi mà cái người trúng đó người ta không biết, người ta bỏ đi thì làm sao mà người ta biết được. Nếu như anh Nhuận ảnh không có nói, còn nếu mà anh ém lại thì chắc cũng có lẽ là không ai biết đâu. Nhưng mà cái con người chân thật, chất phác, hiền lành thì dù cho người ta có ém đi nữa, trong lương tâm người ta cũng thấy bức xúc là các bạn ơi. Đó là cái sự thật. Mà khi con người tốt bụng, người ta không có làm được cái điều đó, người ta không có ém. Bởi vì cộng đồng mạng nói sao ông trúng vé số vậy, ông không ém luôn đi, cuộc sống nghèo khổ, trúng 30 triệu đồng đi làm biết chừng nào có số tiền đi như vậy. Nhưng mà anh Nhuận chia sẻ rằng là anh không thể nào mà làm được việc đó ha các bạn. Đó, thì cái người ta thật thà chất phác, người ta không có tham lam. Dù là cái số tiền lớn nhưng mà người ta cũng trả lại cho cái người mà trúng ha các bạn. Chứ người ta không có ém luôn. Cái điều đó là rất là cảm kích tấm lòng của anh chất phác, hiền lành. Và cộng đồng mạng cũng muốn gửi lời là cảm ơn và chia sẻ với anh, là động viên anh hãy cố gắng lên trong cuộc sống này. Biết đâu đó một lúc nào đó thì cái cuộc sống của anh sẽ khá hơn và sẽ vượt qua những cái khó khăn hiện tại ha các bạn. Thì các bạn biết là qua cộng đồng mạng cái câu chuyện của anh Nhuận đó được lan tỏa trên cộng đồng mạng. Biết bao nhiêu người khó khăn, người ta gặp khó nhưng mà tấm lòng tốt, chân thật và hiền lành trong cuộc sống này thì hy vọng một lúc nào đó sẽ vượt qua khó khăn và cái cuộc đời sẽ tươi sáng hơn ở phía trước ha các bạn. Rồi xin phép các bạn mình dừng câu chuyện ở đây. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người nhấn vào nút đăng ký màu đỏ để tiếp tục ủng hộ kênh mình. Khi mà các bạn nhấn vào nút đăng ký màu đỏ đó các bạn, thì các bạn nhấn quả chuông kế bên để các bạn cập nhật được những cái video mới khi mà mình sản xuất ra. Khi mà video của mình đó các bạn ơi, nếu mà trên up lên YouTube là một cách hoàn chỉnh rồi đó, một giây sau là các bạn sẽ nhận được cái video của mình sản xuất ra đó các bạn, thì nó tự động cập nhật trên cái kênh của bạn hoặc là trên trong cái điện thoại của bạn ha. Thì sau đó chúng ta dễ dàng nhấn vào để xem những tin tức hàng ngày. Ở đây xin phép tất cả cộng đồng mạng và quý vị khán giả, mình tổng hợp lại những thông tin xem như là các bạn đọc báo ha các bạn, để cho các bạn nghe và nhìn thấy những cái câu chuyện như vậy. Thay vì các bạn đọc báo hàng tuần, hàng ngày thì các bạn nhấn vào cái kênh YouTube của mình, các bạn xem một số tin tức ha các bạn. Rồi chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn và gia đình cuối tuần thật là vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.